Hello, my dear students. Welcome back to series about learning tiếng Anh 7. And here we are at unit 11, traveling in the future. And very happy to support you in your learning journey. And let's get started. Xin chào các con, chào mừng các bạn đến với chuỗi video cô Thủy hướng dẫn các con học chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 Global Success, và chúng ta đang ở bài học số 11 cách thức đi lại trong tương lai. Cô giáo rất cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ cùng cô. Và cô giáo hy vọng cái việc chúng ta hỗ trợ nhau vì này sẽ có ý nghĩa với các con trong tiến trình học tập của các bạn. Và hãy để lại một like, share kênh, đúng không? Share cái video này để chúng nhiều bạn có thể biết đến những cái nội dung cô giáo đang hướng dẫn cho các con trong tiến trình học tập của các bạn. Để cái việc làm của cô hiện tại thêm ý nghĩa hơn trong tiến trình tự học của các con. Chúng ta sẽ đi đến bài Getting Started. Với các cái thông tin chúng ta có về đoạn hội thoại, về chúng ta nói là gì, I hope we will have a hyperloop soon. Chúng ta có cụm từ hyperloop ở đây có nghĩa là tàu điện siêu tốc, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có hệ thống tàu điện tốc độ cao gọi là siêu tốc, đúng nhỉ? Tớ hy vọng rằng chúng ta sẽ có hệ thống tàu điện siêu tốc sớm thôi. Chúng ta có câu chuyện giữa bạn Minh, bạn An, đúng không nào? Và chúng ta xem câu chuyện của các bạn có xoay quanh cái tàu điện cao tốc này như thế nào. Có những cái từ nào mà về cái chủ đề phương tiện giao thông đi lại trong tương lai sẽ xuất hiện trong bài của chúng ta? Chúng ta sẽ cùng nghe nhé. Oh, another traffic jam. How will we get to the campsite on time now? I don't know. It's a pity that we don't have a hyperloop now. What's a hyperloop? It's a system of tubes. You can go from one place to another in just minutes. Amazing! Even faster than a flying car. Yes, and there are no traffic jams. Will it pollute the environment? No, there will be no fumes and it's totally safe. Like a teleporter? A teleporter is also fast, safe and eco-friendly, but it's a different mode of travel. So when we travel in hyperloops, we won't have to worry about bad weather, right? Right. Sounds great. I hope we'll have them soon. Ok. Trong câu chuyện của các bạn thì các bạn có hỏi là gì? Ôi, các bạn đang đứng chờ xe buýt đúng nhờ, và các bạn đang nói gì? Hãy tiếp tục tắc đường cậu ạ. Làm thế nào để chúng ta có thể đến được nơi cắm trại đúng giờ bây giờ? Tôi chẳng biết. Thật là đáng tiếc chúng ta chẳng có cái hệ thống tàu điện siêu tốc bây giờ. Tàu điện siêu tốc là gì vậy cậu? Đó là một hệ thống của những cái đường ống dẫn mà bạn có thể đi từ nơi này đến nơi khác chỉ trong vòng vài phút thôi. Thật là tuyệt vời, thậm chí còn nhanh hơn cả xe ô tô bay nữa. Đúng rồi, và không có tắc đường nào cả. Nó có ô nhiễm môi trường không? Không, sẽ không có khói nào, và nó hoàn toàn là an toàn. Nó giống như là phương tiện di chuyển tức thời á. Phương tiện di chuyển tức thời thì nhanh, an toàn và thân thiện, nhưng nó là một dạng phương tiện đi lại khác. Thế khi chúng ta đi lại bằng những bằng hệ thống giao thông tốc độ cao như thế này, chúng ta không phải lo lắng về thời tiết đúng không? Chính xác. Nghe hay đấy. Tớ hy vọng là chúng ta sẽ có cái hệ thống này sớm thôi. Và các bạn đang muốn nói chuyện về cái hệ thống di chuyển tức thời, hệ thống tàu điện cao tốc như thế này, các con có thể nhìn thấy đây đúng không ạ, với vận tốc rất là nhanh. Như vậy chúng ta thấy các bạn đang nói chuyện về gì ạ? Traveling by teleporter, đi lại bằng cái phương tiện di chuyển tức thời, hay là future modes of travel là cái cách thức đi lại trong tương lai, hay là being in a traffic jam là khi mà ở trong cái bị tắc đường người ta như thế nào. Rồi xin lỗi, đây cô phải bấm vào cái phần này trước đúng không ạ? Chúng ta có đáp án của câu này sẽ là B đúng không các con? Đáp án của chúng ta sẽ là B đúng không? Phương tiện di chuyển trong tương lai. Chúng ta có flying car, teleporter and we have hyperloops. Và tất cả các phương tiện này thì trong tương lai nó mới làm sao thịnh hành đúng không ạ? Chúng ta sẽ không biết là trong tương lai gần hay tương lai xa, nhưng mà chắc chắn nó chưa có thực ở thời điểm hiện tại của chúng ta được. Bài số 3 là các con đọc đoạn hội thoại, sau đó con sẽ đánh dấu tích là đúng hay sai. Chúng ta sẽ cùng đọc hiểu 5 câu và chúng ta sẽ cùng chọn đáp án nào. Câu số 1, An và Minh thì đang ở trong
Một cái việc là các bạn đang bị tắc đường bây giờ. Câu này của chúng ta là chính xác. Sorry. Câu này có chúng ta thì chính xác đúng không? Bởi vì another traffic jam. Alright. An and Ming are going to school. Các bạn đang đi đến trường. Câu này là sai đúng không con? Bởi vì các bạn ấy đang đi đến đâu? Campsite là nơi cắm trại đúng không? Nó sẽ ở ngoài bên ngoài công viên của trường. An knows a lot about Hyperloops, but An biết rất nhiều về hệ thống giao thông tốc độ cao. Câu trả lời của chúng ta ở đây nó là gì ạ? Câu trả lời là false đúng không? Bạn ấy có hỏi. Bạn Minh là gì? What is Hyperloop? Như vậy bạn ấy chưa chắc chắn đúng không ạ? Câu số 4, Minh dường như biết về các cái hệ thống đi lại khác nhau. Và câu trả lời của chúng ta là true, đúng nhỉ? Bạn ấy biết đến gì chúng ta? Bạn ấy biết đến flying car, bạn ấy biết đến teleporter. Câu số 5, các bạn hy vọng rằng sẽ có những cái hệ thống tàu điện cao tốc như thế này. Và câu trả lời là chính xác, đúng không? Hệ thống giao thông tốc độ cao. Alright. Tiếp theo, phần số 4. Các con sẽ tìm từ đúng không ạ mà miêu tả cái hệ thống giao thông mà chúng ta có về hai cái hệ thống này với các tính từ mà chúng ta có. Chúng ta có từ Hyperloop là hệ thống giao thông tốc độ cao. Chúng ta có từ đầu tiên nó là a system of T, những từ mà miêu tả nó hệ thống của những cái đường ống mà trong đấy chắc chắn là phải có những cái tàu với tốc độ rất là cao đúng không ạ? Faster than flying car, nó nhanh hơn so với xe ô tô bay. No traffic jams, không có tắc đường xảy ra. No fume, không có khói nào xả ra đúng không? And safe, là nó rất là an toàn. Với teleporter, là phương tiện di chuyển tức thời thì nó nhanh này. Nó an toàn này, nó eco-friendly. Thì tất cả các thông tin chúng ta tìm thấy nó fast, safe, eco-friendly. Okay, but it's different mode of travel. Đến phần số 5, thì các con sẽ trả lời xem là cái phương tiện giao thông đó là cái gì dựa vào cái kiến thức của các bạn đúng không ạ? Work in pairs, it's got to find out the vehicles in these sentences. Các con sẽ làm việc theo cặp và các con sẽ thảo luận câu trả lời. Chúng ta có câu số 1, nó có hai bánh và có pedal là có cái bàn đạp. Chúng ta đang nói về xe đạp đúng không ạ? Nó có bốn bánh này, nó chạy bằng bằng gì? Bằng dầu này, bằng điện này. Đúng không? Và có thể làm sao chở đến 8 người. Như vậy nó sẽ là gì con? Là ô tô, đúng không ạ? Nó có thể mang nhiều hành khách và chạy run on track ở trên các cái đường ray. Chúng ta có đó chính là tàu hỏa. It sail on the sea. Nó ở đi trên biển, đúng không? Và cần phải làm gì ạ? Cần gió để có thể chèo thuyền được, đúng không ạ? Và chúng ta có từ sailing boat. Alright. Thuyền buồm, đúng nhỉ? Nó bay ở trong vũ trụ này, trong không gian này và nó mang được rất là nhiều người lên mặt trăng và đó tính là từ rocket là tên lửa hoặc là chỉ ta có từ spaceship là gì tàu không gian tàu vũ trụ. Như vậy chúng ta nói về các cái phương tiện giao thông khác nhau. Như vậy các con đã đi qua phần getting started và chúng ta sẽ cùng đi đến phần a closer look one với phần vocabulary and pronunciation. Với phần vocabulary thì chúng ta sẽ có các phương tiện giao thông đó. Hyperloop là tàu điện tốc độ cao đây đúng không? Hệ thống tàu điện với hệ thống tàu điện tốc độ giao thông tốc độ cao. Ta có từ flying car là ô tô bay. Solar power ship, ship là con tàu, tàu chạy bằng nhiên liệu năng lượng mặt trời. Sky train là hệ thống tàu điện trên không và bamboo scooter là trong trống bằng bamboo scooter là trong trống tre. Con thấy trong phim Doraemon đúng không? Là có cái thiết bị này. Và chúng ta sẽ có như sau. Number one is solar power ship. Okay. Number two is flying car. Number three is bamboo cooper. Number four is what? Hyperloop. Chính là cái câu chuyện nội dung, câu chuyện giữa bạn Minh và bạn An. Các con thấy đúng nha. And number five is sky train. Hệ thống tàu điện trên không. Hệ thống tàu điện trên không chúng ta có đây quay ngược như này đúng không? Rồi. Tiếp theo, phần nhiệm vụ số 2 là các con sẽ nghe và chúng ta sẽ cùng nhắc lại các cụm từ chúng ta có này. Solar powered ship. Solar powered ship. Okay. Flying car. Flying car. Bamboo copter. Bamboo copter. Okay. Hyperloop. Hyperloop. Skytran. Skytrain. All right.
Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần ở đây chúng ta có các từ. À, chúng ta sẽ dùng động từ nào đi kèm. Với các từ chúng ta có từ ride là đạp, là lái, đúng không ạ? Với cái từ này thì chúng ta thấy chúng ta sẽ dùng với từ chỉ các loài động vật này, đúng không? Hoặc là các cái phương tiện thô sơ, đúng không? Fly là bay, đúng không? À, chúng ta điều khiển cái gì đó trên không gian. Và sail là chèo thuyền, là chúng ta điều khiển cái thiết bị nào ở dưới đại dương, đúng không ạ? Thì chúng ta có như sau: ride a fly a bamboo cutter, vì nó ở trên không gian, đúng không ạ? Chúng ta có từ Skytron, ride a Skytron, ride a Hyperloop, and fly a flying car, and sail a solar power ship. Ok. Chúng ta có các cái từ chúng ta có vừa xuất hiện. Bây giờ các con sẽ làm gì ạ? À, sử dụng các cái từ này và con sẽ điền các từ còn thiếu vào các chỗ trống. À, đi lại bằng cái gì đấy thì rất là đơn giản. Bạn chỉ cần đưa nó lên và bay theo cái vị trí của nó thôi. Bamboo cutter. Ở đây nó chính là trong chóng tre, đúng không? Các con cắm ghép trong chóng tre lên đầu. Nó di chuyển theo cái hướng của nó thôi, đúng không? People will soon. Mọi người sẽ sớm cái gì đó ấy, rồi. Những cái xe ô tô thay vì những cái xe ô tô thông thường. Mà chúng ta dùng là fly. Mà dùng động từ fly, đúng không? Câu số 3. It will be fun too. Nó sẽ rất là vui để làm gì đấy. À, khi chúng ta có cụm từ Skytrain là hệ thống tàu điện trên không để đi làm. Và chúng ta dùng từ ride to Skytrain to work. Ok. Traveling by, đi lại bằng cái gì đấy thì nhanh hơn so với đi máy bay. À, và đi lại bằng xe tàu điện. À, bằng hệ thống giao tốc độ cao thì chắc chắn sẽ nhanh hơn so với đi máy bay. Solar power ships, là các cái tàu chạy bằng năng lượng mặt trời thì như thế nào đấy? Nó không gây ra sự ô nhiễm, và chúng ta còn từ cuối cùng đó là eco friendly, là thân thiện với môi trường. Đến phần ngữ pháp thì các con chú ý chúng ta có là gì ạ? À, đến phần phát âm có như xin lỗi. Chúng ta có là trong câu thì có những cái từ mà sẽ được đánh trọng âm, đúng không? Và sẽ có những cái từ không được đánh trọng âm. Chúng ta thường đánh trọng âm vào những từ mà là từ chính. Ví dụ như là gì? Danh từ, động từ chính, tính từ, trạng từ, trợ động từ và giãn ở thể phủ định. Và ví dụ như trong câu chúng ta gọi we don't like traveling. Ok? Và chúng ta không sử dụng trọng âm vào các cái từ là giới từ, là đại từ, là mạo từ, là trợ động từ. We will go by car. I will go by car. Thì go and car là chúng ta đánh trọng âm, còn I will và by là các con không đánh trọng âm vào các phần. Tiếp theo là trọng âm của câu. Chúng ta sẽ nghe các cái câu, sau đó các con sẽ nhắc lại câu chúng ta có. All right. Track 77. Unit 11. Traveling in the future. Page 116. A closer look 1. Pronunciation. Sentence stress. Activity 4. Listen to the sentences and repeat. Pay attention to the bold syllables. 1. We'll have driverless cars. 2. We'll have driverless cars in the future. 3. I think driverless cars will run faster. 4. I don't think we'll have driverless cars. 5. I think driverless cars will be safer and greener. Thì các con chú ý trong những cái từ in đậm đây thì những cái từ là chúng ta sẽ đọc làm sao to hơn, đúng không? Mạnh hơn, to hơn, mạnh hơn, lâu hơn, dài hơn, đúng không nhỉ? Yeah. We have driverless cars in the future. I think driverless cars will be run faster. I don't think we have driverless cars. I think driverless cars will be safer and greener. Alright? Các con sẽ nghe các cái câu này và chúng ta sẽ nhắc lại. Và theo các con thì trong mỗi câu thì có bao nhiêu phần sẽ đánh trọng âm, đúng không ạ? Now, let's listen. That is a solar-powered ship. That is a solar power ship. They will travel by flying car. They will travel by flying car. They introduced a new autopilot model.
They introduce a new autopilot model. Will bullet trains pollute the environment? Will bullet trains pollute the environment? I don't think those trains will be popular here. I don't think those trains will be popular here. And we have the answers here. All right. So number one, 1, 2, 3. Có ba từ chính đúng không các con? Câu số 2. They will travel by flying car. They introduce a new autopilot model. Will bullet trains pollute the environment? I don't think those trains will be popular here. All right. Chúng ta chuyển sang phần a closer look 2 và chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào phần ngữ pháp. Thì trong bài ngữ pháp chúng ta sẽ nói về thì tương lai đơn, đúng không ạ? Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn để con nói về các cái hoạt động trong tương lai. Con sẽ mua xe điện này, scooter điện này trong tương lai này. Chúng ta sẽ không sử dụng những cái xe. À, vì chúng ta đang nói về các phương tiện di chuyển trong tương lai nên chúng ta sẽ dùng cái từ từ những cái thì tương lai để chúng ta miêu tả về các động từ đúng không? À, chúng ta dùng thì tương lai đơn để make predictions. Con đưa ra những cái dự đoán đúng không ạ? Con đoán xem là chúng ta sẽ sử dụng các phương tiện giao thông như thế nào. À, chúng ta có thể là sẽ sử dụng các phương xe điện, xe ô tô điện bởi vì nó làm sao? Những cái xe ô tô thông thường thì nó gây ra ô nhiễm môi trường đúng không? À, trẻ con sẽ đi được đến trường bằng những cái xe một bánh chứ đúng không? Xe trẻ em đứng ở trên cái xe đấy và bấm vào các thiết bị điện và có thể di chuyển luôn. À, thì các con chú ý chúng ta sẽ dùng thì tương lai đơn để với hai cách sử dụng. À, bài ở đây là các con hoàn thành câu sử dụng will và won't. Đó. Các con sẽ định nghĩa trong các câu để chúng ta sẽ đưa ra câu trả lời. À, chúng ta có là gì? Những cái xe ô tô chạy bằng xăng thì không thân thiện với môi trường nên là nó không phổ biến hay nó sẽ phổ biến hay nó sẽ không phổ biến nha. Nó sẽ không phổ biến đúng không? Bởi vì nó không thân thiện với môi trường của chúng ta. Bây giờ hiện tại chúng ta nói rất nhiều về câu chuyện môi trường đúng không? Chúng ta đi lại hay không đi lại bằng cái teleporter, gọi là phương tiện dịch chuyển tức thời bởi vì nó an toàn hơn. Chúng ta dùng will travel bởi vì nó an toàn hơn, thế nên chúng ta sẽ người giàu thì chọn hay không chọn đi lại đi các hành tinh khác trong cái kỳ nghỉ của họ sẽ chọn đúng không ạ? Ok, mọi người sẽ có kỳ nghỉ hay không có kỳ nghỉ ở những cái nơi đông đúc trong quá khứ, as in the park, như ở trong quá khứ. À, mọi người sẽ làm gì ạ? Sẽ không nghỉ những nơi đông đúc mà mọi người đi tìm đến những cái nơi làm sao ít người hơn để họ tận hưởng được cái không gian của cái nơi đó. À, chúng ta có tiếp theo làm sao sẽ trở thành phương tiện phổ biến bởi vì nó làm sao ạ? Nó xanh, tức là nó thân thiện với môi trường này và làm sao nó an toàn cho con người đúng không ạ? Và chúng ta có cụm từ mọi người sẽ sử dụng cái phương tiện này đúng không nhỉ? Nó có từ become popular đúng không? Nó chỉ nguyên nhân gây ra từ green and safe nên chúng ta sẽ chọn đáp án như vậy. Phần tiếp theo các con sẽ sắp xếp câu để tạo tạo câu đúng không ạ? Và chúng ta có sắp xếp các từ để tạo câu. Như vậy con sẽ dịch nghĩa của các cái cụm để chúng ta đưa ra các cái sắp xếp các từ để trở thành nghĩa. Driverless car là xe không người lái chúng ta có năm 2030. Như vậy năm 2030 chúng ta cũng sẽ có những xe tự lái đúng không ạ? We will have driverless car in 2020, 2030. Ok. Các xe ô tô thành phố không cho phép vào năm 2050. Như vậy các thành phố thì sẽ không cho phép xe ô tô vào năm 2050. Cities won't allow cars in 2050. Câu số 3 là câu kết thúc bằng dấu hỏi chấm, đúng không? Là nghi vấn này. À, xe ô tô điện sẽ phổ biến, đúng không ạ? Như vậy, will electric car be popular? Ok. Câu số 4, chúng ta sẽ xe buýt sớm, năng lượng mặt trời. Như vậy, chúng ta sẽ sớm sử dụng xe buýt, những cái xe buýt có sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. Có đủ cái địa điểm đỗ xe chúng ta sẽ trong vòng 10 năm tới. Như vậy đây kết thúc là một câu hỏi. Như vậy chúng ta giải là gì? Sẽ có đủ cái điểm đỗ xe cho chúng ta trong vòng 10 năm tới không? Đúng không? Will we have enough parking places in 10 years? Alright. Với phần số 3 là các con sẽ chia dạng đúng của từ.
Đó, chúng ta sử dụng cái từ cái dạng của đúng của từ thì tương lai đơn, đúng không ạ? Chúng ta có câu chuyện giữa các bạn ở đây, đúng không? Câu số 1, bạn có nghĩ là đi lại bằng cái phương tiện vận chuyển tức thời thì sẽ sớm phổ biến không? Ừ, tớ nghe nói là nó sẽ mất rất ít thời gian để đi từ nước này đến nước khác. Will take very little. Ok, đúng rồi. Và chúng ta sẽ không phải chờ ở sân bay. We won't have to wait at the airport. Và tất cả các thì chúng ta dùng đây, chúng ta vẫn tóm gọn lại trong thì tương lai, đúng nhỉ? À, sẽ có. À, chúng ta sẽ học cách phải để lái xe thì không? Không, chúng ta sẽ không lái nó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm sao cho chúng ta biến mất đấy, sau đó là xuất hiện ở một nơi khác trong vòng vài tích tắc thôi. Ở đây chúng ta có từ teleporter, phương tiện di chuyển tức thời, thì thực ra là những cái này nó chưa có thực, đúng không con? Mà trong các phim học viễn tưởng chẳng hạn, cô thấy không nhớ. Ồ, thật là tuyệt vời, sẽ không còn tắc đường nữa đúng không cậu? There won't be traffic jam anymore, right? Rồi, tiếp theo là các con sẽ làm gì ạ? Các con sẽ nhìn theo cặp, đúng không? Các con sẽ làm việc theo cặp, các con sẽ làm sao nhìn vào các bức tranh và nói cho các bạn của mình biết liệu là ở những cái phương tiện là con sẽ đi lại bằng các phương tiện chúng ta đang có ở đây, và con sẽ đưa ra lý do, đúng không? I would travel by flying car because this is very fast. Tớ sẽ đi lại bằng xe ô tô bay vì nó rất là nhanh. Tớ sẽ không đi lại bằng xe ô tô in another 20 years because it's pollute the air. Tớ không đi lại, tức là ô tô đây là ô tô bình thường, ô tô thông thường ở trên số 5 đây, đúng không? Trong vòng 20 năm nữa bởi vì nó ô nhiễm không khí. Vậy mỗi các con có cái ý kiến của mình khác nhau như thế nào về các cái phương tiện giao thông chúng ta có ở đây thì các bạn sẽ lựa chọn, đúng nhỉ? Sau đó đến phần số 5 là các con sẽ làm gì ạ? Chúng ta có cái phần gọi là possessive pronouns, là đại từ sở hữu. Rồi chúng ta có cụm từ là đại từ sở hữu. Thì đại từ sở hữu her bicycle sẽ chuyển thành hers. Đại từ sở hữu nó sẽ thay thế cho tính từ sở hữu cộng với một danh từ. Chúng ta sẽ có cái quy tắc để chúng ta thêm để nó chuyển nó. Ví dụ như their motorbike sẽ chuyển thành theirs, không có thêm s này. My motorbike sẽ chuyển thành mine, mine. Ok. Number one, my motorbike ran on electricity. How about theirs? Xe của tôi chạy bằng điện. Thế còn xe của họ thì sao? Đúng không? Xe đạp của bạn thì màu xanh và xe đạp của tôi thì màu đỏ. Như vậy, your bicycle is blue and mine is red. Chúng ta chuyển thành mine. Like this. My dream is to travel to the moon. Giấc mơ của tôi là đi lại, là được đi đến mặt trăng, đúng không? Giấc mơ của anh ấy thì khác. Như vậy, his dream sẽ chuyển thành his. It's different. Câu số 4, my bus was late. Xe buýt của bạn thì muộn rồi. Xe của tôi thì đúng giờ. Như vậy, yours. Xe buýt của bạn, của tôi thì muộn, còn xe của bạn thì đúng giờ. Cô đoán ngược đấy. Yours. Like this. His has a flying car. Anh ta có một xe, là xe ô tô bay, đúng không? Xe ô tô của chúng tôi thì là chiếc xe bằng điện. Như vậy, ta có từ ours. Con thêm s và từ. Như vậy các bạn nhìn thấy hầu hết chúng ta sẽ thêm s và tính từ sở hữu. Tuy nhiên có một số từ như là his, đúng không ạ? Hay là mine thì chúng sẽ giữ nguyên với từ his và sẽ thay đổi từ mine bicycle thành mine như chúng ta đang có ở đây. Phần tiếp theo các con sẽ di chuyển đến các kỹ năng. Hai kỹ năng đầu tiên chúng ta nói đến là kỹ năng đọc và kỹ năng nói. Thì các con nhìn tranh và chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Con nhìn vào bức tranh, con tìm cái từ mà liên quan. Con thấy cái cô này, cô ngồi rất là thoải mái, đúng không? Chúng ta có cụm từ autopilot mode, là cái chế độ là gì? Tự lái, đúng không? Mặc dù là có người ở đây nhưng mà cô ấy không phải quan sát đường, cô ấy làm gì tận hưởng, có thể tận hưởng âm nhạc, đúng không? Mà có một cái hệ thống định vị ở đây đã, đúng không? Và cái chiếc xe ô tô này làm gì? Tự động di chuyển. Đó. Chúng ta có từ autopilot là tự động lái này. Advanced safety là an toàn, rất là an toàn, đúng không? Có những cái đặc điểm rất là gì ạ? Tiện lợi, đúng không ạ? To assist driver, để hỗ trợ cho những cái người lái xe, đúng không? Cảnh báo này, làm cho cái phương tiện đấy trở nên làm sao? Linh động hơn, đúng không ạ? Chúng ta có bài đọc và các con sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc như sau. Roadrunner is a car company that makes electric car. Roadrunner, road là con đường, runner là người chạy. Đây là một cái công ty, và dùng luôn cụm từ Roadrunner nhé. Runner là một cái công ty ô tô, đúng không, mà tạo ra những cái xe điện.
Cái công ty này đã giới thiệu cái mẫu đầu tiên vào năm 2015 và tên nó là Speed, có nghĩa là tốc độ. Tốc độ sớm trở thành một cái thương hiệu rất là thành công. Speed, thương hiệu tốc độ thì rất là an toàn, nhanh, tiện lợi và không quá đắt. Nó có 4 ghế ngồi, xe ô tô có thể di chuyển với vận tốc là 350 km/h và bạn chỉ cần sạc pin 700 km. Nó thậm chí có cái màn hình trò chơi ở bên trong của xe ô tô. Công ty sẽ giới thiệu ra cái phiên bản mới hơn vào năm tới và gọi là safety, là sự an toàn. Cái mẫu này thì sẽ lớn hơn, là cái xe ô tô điện lớn hơn và an toàn, lớn nhất và an toàn nhất mà bạn có thể mua được. Nó có khả năng mang tới 7 người trên xe. Mẫu này thì cũng sẽ tiết kiệm kinh tế hơn. Cả hai cái mẫu này thì đều có cái chức năng tự lái, thế nên là chúng là những cái xe không người lái. Hành khách có thể đọc, có thể chơi game và thậm chí là ngủ khi mà đi lại, di chuyển. Như vậy chúng ta có nội dung của bài. Và chúng ta nói gì ạ? Nội dung của bài này nói về cái gì nhỉ? Đây là một sự thành công, đây là một cái công ty ô tô, hay là cái xe ô tô của Roadrunner thì có một cái chức năng tự động. Thì chúng ta có câu trả lời cho câu này. Chúng ta có đáp án, đó là từ gì ạ? Đáp án của câu này nó chính là Roadrunner is a success. Đấy. Phần đầu tiên của bài, chúng ta có thông tin ở đây. Phần tiếp theo các con sẽ đọc. Chúng ta đã đọc đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ? Hoàn thành vào các chỗ trống và chúng ta có nói các cái thông tin ngắn gọn lại về cái công ty này. Tên của công ty là Roadrunner. Speed will introduce cái phiên bản Speed là tốc độ được giới thiệu năm 2015. Đúng không ạ? Nó safety will be the end electric car. Nó sẽ là cái gì đấy nhất, đúng không ạ? Nó sẽ là nhanh, an toàn nhất và lớn nhất, xe ô tô điện nhanh và an toàn nhất. Cả hai mẫu này thì đều có màn hình chơi game này đúng không? Và chức năng tự lái đúng không ạ? Cả hai cái mẫu này thì đều chạy bằng điện đúng không ạ? Đó, và hành khách có thể ngủ này, có thể đọc này, có thể chơi game ở trên xe. Với phần speaking thì các con, phần số 4 và phần số 5 thì các con sẽ dựa thông tin chúng ta vừa mới có ở đây. Nó sẽ đặt các cái câu hỏi và câu trả lời về cái dòng xe. Về hai cái dòng xe, về cái công ty này. Đúng không? What is the name of the company? Tên của công ty này là gì? Mà bạn một bạn sẽ hỏi và bạn sẽ trả lời. Khi nào thì nó đã giới công ty này đã giới thiệu cái mẫu đầu tiên của nó. Đúng không ạ? Đó. When will đấy. Câu 2 là gì? What will be safety? How will be safety? Đúng không ạ? Cái xe safety sẽ như thế nào? Vì nó chưa, người ta chưa giới thiệu ra, đúng không ạ? Phần tiếp theo là các con sẽ làm việc theo nhóm. Các bạn sẽ thảo luận về những cái xe ô tô của cái công ty này sẽ hoặc không sẽ không trở nên phổ biến trong tương lai. Theo các em thì nó theo các con thì nó sẽ phổ biến, bởi vì làm sao, nó rất là nhanh này, đúng không? Nhưng các con nghĩ thì nó sẽ không phổ biến, bởi vì làm sao, nó có thể nguy hiểm, nó đắt, nó số tiền của nó cao so với người dùng, hay các cái thông tin như thế nào đó. Đấy, tùy các bạn dựa vào cái ngữ liệu chúng ta có từ phần getting started để chúng ta đưa ra các cái phần phản hồi của mình trong phần skill 1. Sang đến skill 2 là chúng ta có kỹ năng nghe và kỹ năng viết. Thì trong kỹ năng nghe thì các con sẽ lựa chọn các từ hoặc cụm từ mà con nghĩ là có thể sử dụng để miêu tả về cái phương tiện giao thông trong tương lai của chúng ta. Comfortable là thoải mái, eco-friendly là thân thiện, and having autopilot function là có chức năng tự động lái, running on petrol là chạy bằng xăng. Thì có bạn không nhận đáp án này đúng không? Nhưng cô nghĩ là chưa thể thay thế luôn được trong khoảng thời gian ngắn, trong tương lai gần chẳng hạn. Đó, thì tùy cái quan điểm của các bạn khác nhau. Bây giờ con sẽ nghe cuộc nói chuyện giữa bạn thầy Hà và học sinh của bạn, của thầy. Đấy, theo các con thì có bao nhiêu phương tiện giao thông được đề cập đến trong bài của thầy và các bạn học sinh? Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn đáp án. Mời các con. Now, let's turn to future means of transport. How do you think people will travel in 2050, Tom? I think people will use bullet trains. Bullet trains will be faster and safer than cars, and they can help avoid traffic accidents. I think Skytrans will also be popular too. They will not use up much space and will be safe because they run on autopilot. But Skytrans may be too expensive for students to use. Bamboo copters will be cheaper and easier for them to use.
They will just put on their bamboo copters and fly to school. Sounds interesting. How about travelling on sea? I think people will use solar-powered ships to travel on sea. They will be eco-friendly and comfortable. Như vậy chúng ta có các cụm từ nào, các con thấy các cụm từ nào xuất hiện nhỉ? Chúng ta sẽ có là gì? Bullet train, đúng không? Bamboo scooter. Bullet train là tàu điện siêu tốc. Đây là một cái phương tiện giao thông rất là nổi tiếng của là một thương hiệu của nước Nhật Nhật Bản các con nhé. Chúng ta có đáp án C. Thì đó. Chúng ta có đáp án chúng ta là C, đúng không ạ? Thì các con thấy chúng ta sẽ có là bullet train, đây chính là tàu điện siêu tốc này. Chúng ta có từ sky train, bamboo scooter và thậm chí là solar power ship, đúng nhỉ? Đó là các cái phương tiện giao thông mà đã xuất hiện trong bài của chúng ta. Phần tiếp theo các con sẽ nghe và các con sẽ điền không quá một từ vào các cái chỗ trống chúng ta có ở đây nha. Các bạn cùng nghe và chúng ta sẽ điền. Vì những cái từ nó sẽ xuất hiện y như nguyên và thiếu những cái chỗ trống, nên các con nghe tập trung là các bạn sẽ nghe ra đáp án luôn, đúng không? Và với điều kiện là phát âm của chúng ta ổn, phát âm của chúng ta tốt, đúng không nào? Now, let's turn to future means of transport. How do you think people will travel in 2050, Tom? I think people will use bullet trains. Bullet trains will be faster and safer than cars, and they can help avoid traffic accidents. I think Skytrans will also be popular too. They will not use up much space and will be safe because they run on autopilot. But Skytrans may be too expensive for students to use. Bamboo copters will be cheaper and easier for them to use. They will just put on their bamboo copters and fly to school. Sounds interesting. How about travelling on sea? I think people will use solar-powered ships to travel on sea. They will be eco-friendly and comfortable. Đó chính là các thông tin chúng ta có, đúng không? Tàu điện siêu tốc thì nhanh hơn, an toàn hơn và có thể tránh được các tai nạn giao thông, đúng nhỉ? Thế còn Skytron thì các bạn là gì? Hệ thống tàu điện trên không đấy, đúng không ạ? Thì sẽ dùng ít cái không gian hơn và nó chạy tự động, đúng không ạ? Hệ thống tàu điện trên không thì cũng làm sao đắt so với học sinh. Nên học sinh chạy bằng cái gì ạ? Trong chóng tre này chỉ cần đưa trong chóng lên đầu, nên là di chuyển điều hướng đến, đúng không ạ? Rẻ hơn và dễ dàng sử dụng. Và những cái tàu chạy bằng cái năng lượng mặt trời thì làm sao thân thiện với môi trường và rất là thoải mái, rất là tiện lợi. Sang đến phần viết thì chúng ta sẽ lựa chọn các phương tiện giao thông ở trong phần 3 được đề cập đến. Đó, và các con sẽ đánh dấu tick về cái đặc điểm tiện lợi của nó, đúng không ạ? Lợi ích của nó, điểm gọi là ưu điểm của nó là như thế nào. Đó, thì các con tùy các con đưa ra cái quan điểm của mình, đúng không? Chúng ta có từ economical là tiết kiệm này, đúng không? Tiết kiệm đây theo kiểu là tiết kiệm về mặt kinh tế, có thể mang được nhiều hành khách, tránh được tắc đường này, tránh được tắc đường này, và có cái chức năng tự động lái và xe không người lái, đúng không? Sau đó thì các con sẽ viết một cái đoạn văn 70 từ nói về lợi ích của cái phương tiện giao thông mà con lựa chọn. Đấy, theo con thì đi trong tương lai thì mọi người sẽ đi lại bằng cái này, bởi vì nó mang lại nhiều cái lợi ích. Lợi ích đầu tiên đó là như thế nào đấy, lợi ích thứ hai đó là gì? Ví dụ như chúng ta có từ Skytron là hệ thống tàu điện trên không, đúng không? Đầu tiên là nó rất là sạch, đúng không? Bởi vì nó chạy bằng điện. Thứ hai nó an toàn, rất là thoải mái, bởi vì nó làm sao hiện đại với chức năng tự động lái và có cái con đường đi riêng của nó. Thứ ba là nó có thể làm sao chở được rất nhiều hành khách, thế nên là đường sẽ tránh được tắc đường, đúng không? Mọi người nghĩ nó đắt, nhưng mà với cái tận một gọi là với những cái lợi ích như thế này thì nó sẽ trở thành cái phương tiện giao thông trong tương lai. Như vậy với phần skill 2 thì chúng ta sẽ skill số 2 chúng ta vừa đi qua phần listening và phần writing. Chúng ta tiếp tục đi vấn phần looking back với phần ôn tập về vocabulary and grammar. Như sau, các con viết tính từ để miêu tả cho các từ trong bức tranh. Để thấy con thấy Skytron, con thấy từ, con thấy nó là gì, đúng không ạ? Cô thì thấy nó từ fast là nhanh này, đúng không? Thế còn cái từ này là gì ạ? Con thấy có thiện tiện lợi không nhỉ? Có, đúng không? Thế còn đây thì sao ạ? Mỗi một từ thì các bạn, mỗi một tranh thì các bạn có thể thấy từ khác nhau, đúng không? Ta có từ fast là nhanh này, green là rất là bảo vệ môi trường, đúng không? Carrying many passengers là mang được nhiều người này. Bức tranh số 2 chính là xe ô tô điện này, đúng không? Nhanh này, tiện lợi và có chức năng tự động, đúng không? Ở đây xe, đây gọi là gì? Solo wheel, đúng không ạ? Xe có một bánh, đúng không ạ? Xe đơn một bánh thì ở đây
nó sẽ bằng điện này, nó rất là tiện lợi, con chỉ đứng lên đây đúng không, con vẫn bật công tắc đúng không ạ, chúng ta có cái điều hướng và chúng ta có thể di chuyển được đến nơi chúng ta muốn đến. Phần tiếp theo là các con thấy chúng ta vẫn có các cái từ mà là đặc trưng của các phương tiện giao thông trong tương lai. Đấy, thì và các bạn sẽ điền các từ còn thiếu vào các chỗ trống. Bamboo cutter là trong chòng tre, driverless là không người lái, bullet train là tàu điện cao tốc, eco friendly là thân thiện với môi trường, và rainsaw là chạy bằng cái gì đó. À, ta có từ teleporter là phương tiện di chuyển tức thời. Phương tiện di chuyển tức thời thì như thế nào đấy? Thế nên nó không gây ra ô nhiễm môi trường. Nó rất là thân thiện với môi trường. Xe một bánh là cái gì đó điện, thế nên là nó an toàn cho môi trường, nó chạy bằng điện đúng không ạ. Một cái cách rất là tiện lợi đi học đó là gì đấy, chỉ đặt nó lên và bay thôi đúng không, nó chính là bamboo scooter. Cái này thì chúng ta chưa 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 nghiệm phổ biến được đúng không, chỉ trong Doraemon mới có các con nhỉ. Bạn có thể ngủ khi bạn đi lại bằng cái xe ô tô, bằng xe ô tô không cần người lái đúng không nhỉ. Câu số 5 ta có là faster and greener than normal trains, cái gì đó thì làm sao nhanh hơn và thân thiện với môi trường hơn so với những cái xe, những cái tàu thông thường đúng không, đây là tàu tàu điện cao tốc đúng không ạ. Hơn so với những cái tàu điện thông những cái tàu điện, cái xe train ở đây là xe lửa thông thường chúng ta có. Với phần ngữ pháp thì các con sẽ tìm một cái lỗi sai trong mỗi câu và chúng ta sẽ sửa. Xe ô tô của anh tôi thì là một chiếc xe điện, của cô ấy thì không phải. Và đây chúng ta đang sửa là đại từ quan hệ đúng không ạ? Đại từ sở hữu, và chúng ta sửa từ her thành hers. Ok, xe ô tô của cô ấy thì có thể chạy, có chở 4 hành khách. Xe ô tô của chúng tôi thì có thể chở được mấy nhỉ? 7 hành khách đúng không ạ? Và ta sửa hour thành hours. Vì ta có tính từ sở hữu thay thế cho từ our car. Ok. Xe ô tô của họ thì chạy bằng xăng, còn chúng tôi thì chạy bằng năng lượng mặt trời. Vậy ta sửa từ mine thành mine. Chúng ta có thể đi đến trường cùng với nhau. Tôi đạp xe đạp và anh ấy đạp xe của anh ấy đúng không ạ? He rides his, đạp xe của anh ta. Thành phố của tôi thì có cái hệ thống tàu điện trên không. Công thành phố của bạn có cái đó không? Nó rất thay thế từ yours thành your, bởi vì là ta có danh từ city ở đằng sau đúng không nào. Với bài số 4 thì các con sẽ điền và chia dạng đúng của từ và chúng ta sử dụng dạng phủ định nếu cần. Và đây chúng ta có cụm từ in the future we will travel much, như vậy là ta nói về thì tương lai đúng không. Trong tương lai thì chúng ta sẽ đi lại xa hơn so với chúng ta đi bây giờ. Chúng ta sẽ đến thăm các nơi mới trong các kỳ nghỉ của mình. Một vài các nhà khoa học thì nghĩ rằng chúng ta sẽ đi đến các hành tinh mới. Nói chia thì tương lai đúng không? Và phủ định nếu cần. Chúng ta sẽ đi đến đó bằng các tàu không gian, nhưng chúng ta sẽ cần những cái phương tiện giao thông mới. Những cái phương tiện giao thông mới này sẽ chở một không chở một hoặc hai hành khách mà nó chở nhiều hành khách đúng không ạ? Làm sao ạ? Chúng ta nghĩ rằng giấc mơ của chúng ta có trở thành sự thật được không? Hãy chờ đợi và xem điều đó có trở thành sự thật không nhé. Đó. Và tiếp theo trong phần project thì các con sẽ nói về cái phương tiện giao thông tương lai của các con. Để các bạn sử dụng từ những cái kiến thức các con có về các cái phương tiện giao thông chúng ta đang nói tới, và thậm chí chúng ta đã sẽ đề cập đến trong những cái nội dung của các bài. Để thì theo con thì phương tiện giao thông nào con muốn giới thiệu với cả mọi người và nó sẽ phổ biến? Phương tiện giao thông đó là gì, cái hệ thống đường bộ mà nó sẽ sử dụng đó là gì, cái năng lượng sử dụng đó là gì, có bao nhiêu hành khách đi trên xe đấy, và cái lợi ích của cái phương tiện giao thông đó là gì. Đấy, tùy vào cái phương tiện giao thông mà các con lựa chọn, sau đó các bạn sẽ có thể vẽ, có thể sử dụng công nghệ thông tin thì các con đưa ra cái bài báo cáo của mình, và con sẽ trình bày trước các bạn, trước thầy cô và các bạn, và thầy cô và các bạn sẽ đánh giá bài làm của các con. Như vậy chúng ta đã biết cách sử dụng các từ liên quan đến các phương tiện giao thông trong tương lai. Chúng ta nói được các câu một cách chính xác với trọng âm của chúng. Chúng ta sử dụng được thì tương lai đơn, đúng không? Các con phát âm, chúng ta sử dụng đại từ sở hữu một cách chính xác. Con đưa ra dự đoán sử dụng thì tương lai. Chúng ta đọc về các loại xe, nếu đọc về các xe ô tô đúng không ạ? Chúng ta nói về tại sao cái phương tiện giao thông đấy thì sẽ phổ biến hoặc không phổ biến. Chúng ta nghe về
một vài cái phương tiện giao thông trong tương lai và chúng ta viết về cái lợi ích của cái phương tiện giao thông đó. Cô giáo cảm ơn các con rất nhiều, đến thời điểm hiện tại vẫn xem video của cô đúng không, vẫn xem video này và rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn, và con sẽ tiếp tục xuất hiện, gặp lại các con trong các chuỗi video tiếp theo. Goodbye.